Cô con gái rượu khóc nức nở vì nhớ bố. Biết nguyên nhân, ai cũng không nhịn nổi cười. Không nhớ ba hả? Trời ơi, đây là thanh niên nhớ ba nè mọi người. Chúng ta thường hay nói rằng con gái là người tình kiếp trước của cha. Có lẽ mà vì thế rất nhiều các cô con gái nhỏ đều rất quấn quýt bên người ba của mình, nửa bước cũng không muốn rời. Điều này là vô cùng đáng quý, nhưng đôi khi nó cũng khiến cho gia đình phải dở khóc dở cười. Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một cô nhóc chạc 3 tuổi cứ cầm điện thoại xem ảnh bố rồi khóc nức nở. Khi được mẹ hỏi thì nàng ta mới mếu máo trả lời rằng đang nhớ bố. Sao? Không nhớ ba hả? Trời ơi, đây là thanh niên nhớ ba nè mọi người. Xem đến đây thì ai cũng nghĩ là bố cô bé đã đi vắng hoặc là đi làm xa nhà mà không có mặt để chơi cùng cô, nên là nàng ta mới nức nở như vậy. Ấy thế nhưng ngay sau đó, người mẹ trong clip lại tiết lộ nguyên nhân khiến ai cũng phải cười bò. Hóa ra là bố cô nàng chỉ đang đi bơi ở phía sau, cách cô gái nhỏ chừng có vài mét mà thôi. Ngồi trên tàu với mẹ mà ba đang tắm biển ngoài đó đó mà nhớ ba khóc, lấy hình ba ra coi, khóc gì nè, đó. Thấy dữ chưa? Nhìn tình cảnh đáng yêu này, hẳn là không ít ông bố đã phải tan chảy vì sự ngọt ngào. Cư dân mạng cũng nhanh chóng để lại những bình luận hài hước. U là trời, bố con đi xa xôi quá hèn, ra bơi có xíu mà cô bé khóc lụt luôn. Đúng là con gái là người tình kiếp trước của bố, em bé gái đáng yêu quá đi. Xin vía đẻ con gái đầu lòng ạ, có cô con gái rượu thế này thì còn gì bằng, bố bơi nhanh rồi về với con gái nha. Đúng là ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng, có cô con gái yêu thương bố hết lòng thế này thì bảo sao mà không cưng cho được. Con cái quả là những món quà quý giá trời ban cho ba mẹ. Chúc cho cô bé sớm gặp lại bố để thỏa nỗi nhớ nhung nhé. Thế còn bạn nghĩ sao về tình huống này? Hãy để lại comment cho chúng mình biết nhé.